Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, trong khi vaccine COVID-19 có hiệu quả cao, đặc biệt là chống nhập viện và bệnh nặng, sẽ có một số tỷ lệ nhỏ những người được tiêm chủng vẫn bị ốm và tử vong vì không phải ai cũng sinh kháng thể để miễn dịch. Không phải tất cả mọi người đều có kháng thể. Có những loại vaccine hiệu lực bảo vệ tới 90%. Nhưng có vaccine chỉ hiệu lực bảo vệ khoảng 50% đến 60%. Tiêm đủ 2 mũi vaccine với đủ thời gian khuyến cáo thì cơ thể đã có kháng thể bảo vệ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có. Cơ địa của người lớn tuổi thường đáp ứng miễn dịch kém hơn. Hãy uống sữa non Alpha Lipid Lifeline giúp sinh kháng thể để miễn dịch. Trước hết, xin giới thiệu công ty cổ phần Tân X Mỹ, hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV New Image Việt Nam, là nơi cung cấp sữa non Alpha Lipid Lifeline chính hãng. Hôm nay thì Mr. Hành sẽ giới thiệu sơ lược về đôi nét về tập đoàn New Image International và New Image Việt Nam. New Image International được thành lập vào năm 1984 tại đất nước New Zealand do ngài chủ tịch đó là ngài Grant Brett sáng lập và phát triển cho đến bây giờ đã được hơn 35 năm hình thành và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế. Và đến năm 2005 thì tập đoàn chính thức lên sàn chứng khoán tại New Zealand và hiện nay thì đã có mặt trên 14 quốc gia trên toàn thế giới, ví dụ như là ở Úc, Hồng Kông, Thái Lan, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, vân vân và vân vân. New Image về Việt Nam năm 2013 và cho đến nay là cũng được hơn 8 năm. New Image Việt Nam có trụ sở chính tại tầng 4 số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và có 3 chi nhánh đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tầm nhìn và sứ mệnh của New Image Việt Nam đó là giúp cho khách hàng có sức khỏe tốt và giúp cho nhà phân phối có đời sống tốt. Nhà máy của New Image chỉ được đặt tại New Zealand để đảm bảo kiểm soát được quá trình sản xuất nghiêm ngặt cũng như là đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Cùng với đó là giấy chứng nhận độc quyền công nghệ Alpha Lipid giúp cho cái quá trình hấp thu nhanh và đạt hiệu quả nhanh. Và đây là giấy chứng nhận quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại New Zealand. Và thành tựu New Image International đạt được đó là 3 lần là công ty xuất khẩu xuất sắc nhất tại New Zealand. Và New Image International mua gói bảo hiểm Vero với 20 triệu đô la New Zealand, tương đương với khoảng là hơn 300 tỷ Việt Nam đồng, để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng như là bảo vệ quyền lợi của khách hàng. New Zealand được mệnh danh là thiên đường của bò sữa với phương thức chăn nuôi đó là 3 sạch. Thứ nhất là nguồn nước sạch, thức ăn sạch và môi trường sạch. Công ty New Image Việt Nam nhập khẩu dòng sản phẩm hảo hạng đến từ đất nước New Zealand. Sau đây xin giới thiệu sữa non Alpha Lipid Lifeline đã nhận danh hiệu huy chương vàng, huân chương vàng vì sức khỏe cộng đồng vào năm 2014.
Từ năm 2013 thì bắt đầu đến Việt Nam và năm 2014 là đã được ngay huân chương vàng. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2014, lễ trao giải sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng đã được long trọng tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam VAFF tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam nhấn mạnh, việc ngày càng có thêm nhiều thực phẩm chức năng chất lượng là điều rất đáng ghi nhận. Vì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng lớn. Trong lễ trao giải, công ty cổ phần Tân X Mỹ, hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV New Image Việt Nam, đã xuất sắc vượt qua hơn 100 doanh nghiệp với trên 2.000 sản phẩm để vinh dự được nhận cúp huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng trao tặng. Hiện nay trên thị trường, thực phẩm chức năng đang vướng phải những luồng tranh cãi trái chiều nhau. Chính vì thế, giải thưởng huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng tiếp tục khẳng định hơn nữa uy tín chất lượng sản phẩm sữa non Alpha Lipid Lifeline trên thị trường thực phẩm chức năng. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình Vinh danh sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 2 năm 2014. Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC từ Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu tiếp theo. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam và ông Phạm Hương Cùng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam lên sân khấu để trao huy chương vàng và hoa cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các doanh nghiệp có tên sau đây sẽ lên sân khấu để nhận huy chương vàng trong phần vinh danh tiếp theo của chương trình. Chúng tôi xin mời công ty cổ phần Tân X Mỹ, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm uy tín của tập đoàn New Image, có nguồn gốc từ sữa non nguyên chất của bà mẹ New Zealand, giúp tăng cường miễn dịch, tăng cường khả năng tiêu hóa, tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột, cân bằng lợi khuẩn, khôi phục và tái tạo tế bào bị tổn thương, chủ động bổ sung kháng thể cho những người suy giảm miễn dịch. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline đã vinh dự được nhận cúp sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm bổ sung sữa non của bò nguyên chất 100% sản xuất tại New Zealand bởi tập đoàn New Image, tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sữa non. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường thế giới hơn 30 năm nay và hiện nay tập đoàn New Image đã và đang phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc phát triển hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các căn bệnh mãn tính như tiểu đường, các vấn đề tim mạch, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt bổ sung thành phần canxi phốt phát giúp hấp thu trực tiếp tốt hơn vào cơ thể người, đẩy lùi những vấn đề về tình trạng thiếu canxi. Đây là giải thưởng uy tín của VAFF nhằm mục đích tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng trong một thời gian dài và đã được xã hội thừa nhận. Giải thưởng cũng góp phần biểu dương, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật nhằm làm cho toàn xã hội hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng về thực phẩm chức năng.
Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.